Xin chào bạn, tôi là Phạm Thành Biên. Tôi đang đứng ở đây là trung tâm của thủ đô Seoul. Và trong cái kỳ nghỉ tuyệt vời này thì có rất là nhiều điều thú vị và được khám phá. Ở trên thành phố này rất là đẹp, hiện đại, đông đúc này. Thì có rất là nhiều cái cơ hội kinh doanh, rất là nhiều cơ hội kinh doanh, cơ hội đầu tư. Và ngày hôm qua thì tôi đã tới sở chứng khoán của Seoul. Và ở đó thì tôi đã gặp được những người trader rất là giỏi, giao lưu và học hỏi với nhau. Trong vòng 60 phút đầu thì giữa chúng tôi có một cái khoảng cách gì đó rất là bỡ ngỡ và khác biệt về ngôn ngữ. Nhưng mà sau khoảng 60 phút tiếp theo thì cùng nói chuyện đã trở nên rất là gần gũi, trở nên rất là thân thiện. Bởi vì những cái thứ mà tôi chia sẻ đã giúp họ cải thiện được cái phương pháp giao dịch của họ. Và đặc biệt là họ cảm thấy rất là hào hứng và cảm thấy rất là vui với cái phương pháp và hội tụ kỹ thuật mà tôi đã chia sẻ cho khoảng 10 nhà trader lớn, họ chơi crypto tại Seoul này. Và cái phương pháp mà tôi chia sẻ với họ đó là cái phương pháp hội tụ kỹ thuật. Thì cái phương pháp đó họ trước đây họ mới dùng đơn lẻ một vài các cái công cụ, một vài các cái phương pháp kỹ thuật. Nhưng ở đây khi mà tôi tổng hợp lại, đúc rút lại cho họ một cái phương pháp hoàn toàn là mới đối với họ. Ban đầu thì họ gặp ít nhiều khó khăn, nhưng khoảng 60 phút tiếp theo thì quả thật sự là họ phải wow, phương pháp này quá là hiệu quả đi. Đặc biệt là họ phân tích ở trên thị trường crypto, thị trường Bitcoin, thị trường SP500. Và họ cảm thấy rất là hào hứng và họ kết nối Facebook với tôi. Họ ép tôi vào cái đội nhóm của họ để họ mong muốn được có các cái bài chia sẻ của tôi hàng ngày. Tôi cũng rất là hào hứng bởi vì họ là những cái người giao dịch rất là nhiều thời gian trên thị trường. Họ làm chuyên nghiệp, họ làm full time. Và điều đặc biệt nữa là họ còn mời tôi uống cà phê, rất là vui. Đấy là một cái trải nghiệm mà khó quên. Khi mà mình có một cái kiến thức nào đó, mình có một kỹ năng nào đó mà mình chia sẻ cho cộng đồng mà được cộng đồng đón nhận thì cảm thấy rất là vô cùng hào hứng, vô cùng phấn khích. Nếu như bạn muốn làm việc cùng với đội nhóm của tôi, hãy comment xuống phía dưới video này là tôi muốn. Thì ở đó tôi sẽ chia sẻ cho bạn nhiều hơn nữa các cái kỹ năng, kỹ thuật mà tôi đã từng làm, cộng với đội nhóm của tôi đã từng thực thi, cộng với là những cái trải nghiệm của tôi, cộng với lại những cái công thức mà bạn bè quốc tế chia sẻ cùng với tôi. Đó là một cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Cái điều thứ hai là tôi thấy ở họ có một cái mà chúng ta cần phải học hỏi, đó là họ rất là kỷ luật, họ rất là đoàn kết. Trong một đội nhóm họ rất là kỷ luật, rất đoàn kết. Và đặc biệt nữa là họ giám sát thị trường và họ quan tâm đến thị trường. Và họ làm ở trên đa thị trường rất là tuyệt vời. Bởi vì khi mà chúng ta cùng làm một cái lĩnh vực gì đó mà chúng ta cùng có đội nhóm cùng làm với nhau thì quả thực sự là thú vị, rất là thú vị. Và cái tòa nhà đằng sau kia, tòa nhà bên đằng sau đây đó, tòa nhà đó là tôi, nơi mà tôi cùng với đội nhóm mà cùng vừa mới làm việc cùng nhau. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái buổi chia sẻ tiếp theo của tôi. Trong các video tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ với bạn nhiều hơn nữa các kỹ thuật, các cái chiến lược mà tôi đã áp dụng ở trong cái thị trường trong nhiều năm qua. Đặc biệt là những cái lần cọ sát học hỏi với lại cộng đồng trader quốc tế, những cái điều thú vị luôn tiềm ẩn nằm bên trong. Họ có một cái phương pháp giao dịch mà tôi thấy là cũng khá hiệu quả. Họ đã áp dụng trong vòng 2 năm qua. Và tới đây tôi sẽ mang cái phương pháp này về tôi chia sẻ lại cho đội nhóm của tôi sau khi mà tôi trải nghiệm nó trong khoảng 2 tuần, để tôi trải nghiệm nó xem kết quả thực sự nó là như thế nào, nó có phù hợp với lại cái đặc tính của con người Việt Nam không, có phù hợp với tính cách, phù hợp với lại cái cung giờ múi giờ của người Việt Nam không. Và sau 2 tuần sau thì tôi sẽ có một bài viết chia sẻ về phương pháp mà tôi vừa mới học hỏi được. Họ giao dịch ở trên thị trường crypto, tôi thấy khá là hứng thú, khá là hào hứng. Cần phải trải nghiệm đã, mọi thứ cần phải trải nghiệm. Sau đó là khi mà tôi thấy nó phù hợp những đặc điểm nào của người Việt Nam thì tôi sẽ đưa nó vào trong các cái bài chia sẻ của mình. Ok, Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các video clip tiếp theo.